Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay mình đi đến gia đình của cô này cũng thấy rất là khó khăn quý vị. Thế bà cũng bị tật nguyền không thấy đường. Rồi mời quý vị cùng theo dõi video clip này nha. Đây, nhà ở đây. Dạ. Nhớ không? Hồi lúc mà cái nhà cô không phải cháy đó nha. Lúc thu tiền điện lúc đó nghỉ 2 năm mấy này. Đây. Rồi nó đi về cũng mà nó hơi khó khăn quá, thôi con nghỉ để người khác làm rồi. Nghỉ 2 năm mấy rồi. Ủa cô bị bệnh mắt không thấy đường hả cô? Mổ bị cụm nước đó. Dạ. Mổ không thấy đường. Mổ cái không thấy luôn. Dạ, bác sĩ ta cũng vẫn nói mà mổ không thấy đường. Trời đất ơi. Mà không mổ thì nhức quá chịu không nổi. Mổ thì hết nhức. Mổ hết nhức mà bác sĩ nói là mà mổ thì không bể ngư. À. Mổ để thì bể ngư. À. Chỉ nói vậy đó rồi mổ quá trời nhức chịu không nổi. Rồi mổ ở đâu là? Mổ ở Cần Thơ. Rồi không thấy đường luôn. Không thấy đường là 7 năm rồi đó. 7 năm rồi. 7 năm. Vậy ngồi ở nhà gì không đó hả? Ở nhà ăn cơm thì ổng nấu cơm ra ăn, rồi cái ổng đồ ăn thì ổng bỏ. Yeah. Muốn ăn cái gì, muốn uống nước thì ổng múc rồi đưa đây uống, mà anh dẫn này không nè. Yeah. Rồi bây giờ bệnh nữa, tính đi dặn đi đi chích thuốc nữa nè. Yeah. Bệnh xe hai cái giò quá trời tê chịu không nổi. Chú uống đâu rồi? Ổng đi mua thuốc thì thấy thuốc không mà chợ. Yeah. Đi ra cái con hả? Ừ, ra cái con. Yeah. Thấy lúc trước ổng hay đi vớt ốc á, bây giờ còn. Giờ cũng đi vớt mà ít vậy à. Ít lắm. Dạ. Bữa lần không phải, nhưng mà lần có luôn bữa đồng vài ký, rồi giờ 1 ký, 2 ký ngoài, 2 ký gì dữ lắm rồi. Dạ. Ăn vậy không, cho nhờ vậy, vớt vậy đó ăn. Ở dưới cũng nay nó ngay người ta ở đây, người ta cũng cho gạo được đó chút. Dạ. Gạo, cho mì. Ở nhà thờ cho gạo, cho mì, ông đây lên tới vẫn đang lãnh. Dạ, ai cho từ thiện đâu, nghe nói thì đi lãnh vậy đó hả? Ở ấp này người ta cũng thương, người ta cho phiếu đó, mình đi lãnh. Dạ. Ừ. Chắc lâu lâu mới có việc gì người ta mới cho ha chứ. Lâu lâu mới có cho. Dạ. Yeah. Nhiều khi chùa đồ cho cũng đi lãnh. Chùa đồ cho, chọc đăng là cho đa số đó. Dạ. Chọc đăng mới tới đấy là bà gửi phiếu vô, còn không gửi phiếu luôn bà nhắn. Dạ. Yeah. Chị cô mấy á. Dạ. Bà hổm bà kêu, ổng nói với ổng là mà chở nó ra tao, bữa đó ổng đi. Ông đi đem tiền ra ngoài cũng sao cho mấy đứa con của chú thím đó. Yeah. Rồi cái bà sư cô kêu mày chở nó ra cho tao coi. Yeah. Chở cái bà cũng chở ra đi xe ôm ra 50.000. Cái bắt đầu cái cô Hằng á. Yeah. Cô kêu con thím ở lại đi chiều cái gì rồi con kêu xe cho thím gì. Đi xe ôm ta lắc gì thôi gì gửi tiền lại cúng giường 50.000. Cái ba bữa sau bà nhắn ra bà cho được 2 phần quà. Yeah. 20 kg gạo, 2 thùng mì, 2 kg đường, có nhiều đó nhà giống chai, 2 chai đất tương. Yeah. Ở nhà bây giờ còn vườn đất gì không thế? Còn công vườn mà trồng mận, trời ơi trời không biết xịt, xịt tầm 7 tầm 3, xịt ống đâu xịt rồi. Yeah. Bán lá cho người ta bán 5-3 triệu, 2-3 triệu vậy đó. Yeah. Chứ mà đâu có mận gì nổi, mà ổng xịt, ổng mổ bổ mật đó, đâu có mận gì nổi. Ổng bị bệnh mật mổ nữa đó hả? Mổ 2 lần, mổ sốt trăng 1 lần, mổ ở bệnh viện Hoàng Mỹ 1 lần, 2 lần. Dạ. Yeah. À, thấy ổng cũng lớn tuổi hả năm nay? À, 61 rồi. 61 rồi. Ừ. Rồi đi vớt ốc sinh sống. Vớt ốc sinh sống. Con đứa nào nó thương thì nó gửi nó cho 5-3 triệu, 5-3 ngà, 2-300, 3-400 gì đó. Yeah. Đứa nào có thì cho, không có thì thôi. Yeah. Yeah. Nè. Nhà chút chứ lúc trước cũng mà nhà nước cất hay là nước mình cất đó à. Dạ. Ừ. Nhà tình nghĩa nước tình thương nhà nước 8 triệu bạc hay gì đó. Ừ. Còn chưa tô nữa ha. Ừ, chưa tô. Ừ. Như có cho dây thêm 8 triệu đó phải không? Ừ, đó giờ nó vợ quay. Bây giờ còn thiếu nợ nhà nước 8 triệu. 8 triệu đó. Rồi. Thiếu nợ nhà nước 8 triệu tới giờ luôn. Ừ. Tháng nào cũng đóng lãi cho mấy ổng hết trơn đó. Ừ.
Mới gom lại ngày qua nè. Đóng lại vậy là mấy tháng đóng một lần? Tháng nào cũng đóng chứ. Rồi đóng lần nhiêu tiền? Đóng 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 cái lãi của cái tiền nhà đấy. Dạ. Tháng là 20 ngàn. Dạ. Ổng dây vô cũ hộ nghèo đó 5 triệu nữa một tháng, nó đóng được 30 gì nữa là nội vụ cho 50 ngàn, đóng tháng 50 ngàn. Vậy là tổng cộng thiếu nợ tới 13 triệu. Ừ, đó, vậy là thiếu nợ nhà nước đó nha. Rồi, thiếu nợ nhà nước 13 triệu. Thiếu nợ nước 13 triệu đó. Còn thiếu, có thiếu nợ ở ngoài nữa không? Ông thầu thiếu ở ngoài nhóc, không bị thiếu một cái có đi mổ rồi, không có tiền đó. Hỏi mượn rồi đầu này, hỏi đầu kia, tùm lum nhà thiếu nhắc luôn. Thôi giờ đừng đừng nói cái nợ. Chết rồi. Nợ dữ lắm nợ. Đồ ai chứ bằng phải mà mù gì mà đừng bệnh không đỡ. Bệnh hoài đi chứ thuốc biết nhiêu tiền nói. Chết hoài quỷ luôn. Đi xuống với cái sách lãnh thuốc rồi đi đi bệnh cận vô mấy bảy lãnh. Rồi lãnh thấy uống không sẽ cái đi chết. Lãnh thấy uống không không hết cái đi chết. Ờ. Vậy đó. Trời ơi dữ lắm con ơi. Trời ơi khổ lắm. Dạ. Ừ. Có hai vợ chồng già ở nhà hả thím? Hai chồng già, ông đi ngoài ốc rồi thím ở nhà đóng cửa bắt bụ cho nha. Ừ. Lại kêu thì kêu cửa thím mở ra, biết tiếng mới mở nha. Rồi. Biết tiếng mà không mở. Chứ ở nhà ban ngày cũng đóng cửa luôn. Đóng cửa hết trơn. Ừ. Có nhỏ này gì ăn chơi đâu, hai đứa bữa gần cái Út mà nha. Dạ. Yeah. Gì ở ở thành Bình Dương á, nó bằng Bình Dương á. Ừ. Gì ăn chơi hai đứa bữa nay rồi mới mở cửa chứ đâu có mở cửa. Dạ. Yeah. Bắt bụ ừ. Ừ. Mơ nó về chảnh rồi vì trên bà già chồng nó rồi. Ừ. Nó bệnh nó cũng được bệnh về bệnh viện gì ở đâu ngay chỗ số 10 quốc số 10 gì đó. Ừ. Chị bệnh nó đi khám bệnh nó bệnh nó về đây nó chơi ra ba bữa chứ đâu phải người công cái gì à. Rồi không lẽ ngày nào cũng đi mà bắt ốc hết trơn sao? Ngày nào cũng đi chứ. Ngày nào cũng đi chứ. Bữa rồi. 3 4 ký, 2 3 ký. Không mỏi đâu vậy. Nhờ ốc có giá thôi, không có giá là chết rồi, chết đói chết rồi. Trời. Điện ốc còn được 30 ngàn ký. Ừ. Mà giờ chắc cũng bắt giết thì nó đâu còn nữa. Bắt giết hết ốc rồi, tiền từ cũng hết ốc luôn. Rồi nhiều người nữa, nhiều người bắt. Nhiều người bắt nữa. Điện bữa 2 3 ký, 2 ký có, bữa nào 3 ký được rồi lại mô Phật. Mà ông cũng lớn tuổi rồi, thấy ông đi bắt hoài thấy cũng cực quá ha. 61 tuổi tuổi rồi đó, mà ông cũng bệnh nữa. Yeah. Ông bệnh có bổn ổng bị khớp đó. Yeah. Ông đi đám ma cái này đó. Yeah. Anh vừa hai cái đồ gối ông dùng mỗi tuần ông đi hết nổi luôn. Yeah. Ông đi ra tiệm rồi ngoài các côn đó, ông là tiệm thuốc tây ở chứ con nào thuốc bắc đó. Yeah. Thế ông nói giờ giờ ông nhất vậy cái nó đưa nó kêu bây giờ ông uống uống đi ông mua mà uống nửa tháng mà 280 ngàn. Yeah. Thế mà trời 280 ngàn đâu mà có tiền mà mua mà đủ mà uống. Yeah. Thế mới thôi giờ cho tôi lấy phần nửa đi. Cái trăm mấy vậy đó, cái thằng kia thằng bán thuốc đó, nó nói không được, kiếm chú ấy vậy đó không được. Rồi cái ông gì à? Yeah. Vậy đấy đi mò được đủ 280 đi ha. Yeah. Thì ông mới ra ông mua. Rồi. Ông ra ông mua xong mà sợ mai uống hết chú. Dạ hả? Hồi ông hết hết xuống mà hết không đi mò được, ông lại rồi đó, tao chết rồi đó. Không tao không đi mò được là chết đó. Yeah. Cái ông gì ông đi mò ông gắng ông mò nhất mà chân đi không nổi nha. Yeah. Mò 2-3 kg ốc mà về đi quẩy không nổi, đi không nổi. Trời. Cái ông đi bán đủ 280 ngàn ra mãi mua nữa. Nửa tháng uống 280 sao không uống được có mấy điều. Cái ông hết chú ơi. Tôi mừng bằng ai cho tôi mấy chục triệu. Thánh thật ông không tôi là rồi chết hết rồi không có sống lúc nào hết chứ. Yeah. Cô ông cũng bỏ đồ ăn, uống nước cũng xách nước cho tôi uống. Vậy là sáng là ổng đi mà lo cho thím ăn uống xong rồi ổng mới đi mà kiếm ốc. Tối có đi không? Tối có đi kiếm ốc không? Không, ổng đâu có thấy đường mà ổng đi cho sói. Gì hả? Ổng đi trời tôi nói chú con mắt ổng có con bên đây thì nó hư đâu có thấy đường. Vậy là ổng hư hết con mắt nữa đó hả? Trời ổng hư mắt rồi ổng còn nhỏ ổng đâu ban đó chú. Dạ. Còn hư còn nhỏ. Rồi giờ ổng có một con người có con mắt mà có nửa con à, chứ không có một con. Hai vợ chồng mà có con mắt. Nửa con à, chứ đừng nói con yeah. Mắt kia không thấy cũng không có rõ nữa. Dạ. Yeah. Còn tôi thì không thấy gì chứ, ngồi đi hai mắt con cháu bởi vì muốn cặn ngồi này nó đấy. Trời ơi, ai mà nói chuyện mù quá, tôi cưỡng cháu ta đó. Tôi nói trời ơi, chú không thấy tôi sao tôi tiền lãi cho chú không thấy tôi mò tôi đếm mà đưa chú hỏi này nhiêu ông nói nhiêu ông cừ gồm hết trơn. Nó nói trời ơi vậy tôi làm chị tôi tính đâu chị nó làm bộ chứ trời ơi tôi trong tôi thấy mờ mờ tôi lại hoài quý mà không có thấy mở gì mà không thấy đường rồi con
không cũng thấy đường nó xá chỗ mua chỗ bắp vậy. Ai nói thì nghe vậy đó. Có số điện thoại gì không Thiên? Có. Sao số máy biết hả? Số máy tiền. Số điện thoại, lấy điện thoại của mẹ. Số 11 đuôi đó mà không biết cái gì, đâu lấy con lấy ra cho đọc cho chú ấy điện thoại tiền ơi. Có ai gì, có ai ấy gì, người ta có gì người ta cần ta liên hệ á. Dạ. Dạ. Có ai giúp đỡ cho mình không? Đây đang câu chứ gì. Anh này ở sớm ha. Sớm, ở Đồng Đẳng á. Dạ. Ở Đồng Đẳng, sớm Đẳng á, nó lại chơi. Thì cũng nhờ nó vậy lắm. Dạ. Nhà là dột rồi con nó chảy xè xè cái đi mua keo rắn sắt gì cho nó bán nó làm rồi nó cũng nhờ nó vậy đó. Rồi số máy anh đọc đi, cái có bà con gì có gì người ta liên hệ. Máy đâu vậy tao nghe. 0372. Đọc lớn lên đại đi. 0372. Rồi. 124 711. 0372 124 711. 711. Đâu rồi. Chú điện đây, cô có chú là tên gì ta? Có chú này nè. Chú nhà nè. Chính Việt Hùng. Việt Hùng phải không? Ờ Việt Hùng. Dạ bà con có gì liên hệ chú Việt Hùng, Nguyễn Việt Hùng phải không? Nguyễn Việt Hùng. Nguyễn Việt Hùng. Ờ giờ tôi thì Trà Thiện Nhân. Dạ. Ở ấp Cứ Mạnh ha. Ở Cứ Mạnh, ấp Cứ Mạnh. Xã Xuân Hòa. Xã Xuân Hòa. Đâu chú điện có vô không? Tỉnh Sóc Trăng. Ờ tỉnh Sóc Trăng. Chú điện rồi có vô mấy đó không? Dạ để đọc lên con nó ghi vô đây luôn đó, có gì bà con người ta có mà gì người ta có muốn giúp đỡ người ta gọi cho thím á. Dạ. Dạ rồi coi thím có muốn nói gì với bà con không, có gì có như là có mà cần giúp đỡ gì đó nói đi. Dạ tôi cũng khổ quá, mấy cô mấy chú về có thương tôi gì cho tôi chút nghỉ được rồi là quà cáp gì đó tôi mang ơn dữ lắm. Dạ. Ê, mà mù không thấy đường đi đường. Làm ăn gì hết. Dạ, không mà không biết đường đi đâu hết trơn á. Dạ. Ở chỗ. À. Sáng cái ông giặt đồ cho tôi. Chỉ là ông đi bằng, vậy đó. Chỉ là sống nhờ đi mò ốc vậy thôi. Ờ, sống nhờ mò ốc không đó. Mà ổng cũng lớn tuổi rồi. Ổng 61 tuổi rồi đó. Dạ. Nhưng mà mai này ổng có đau ở bệnh hoạn thì cũng khổ. Không có mà... Tôi không ai đâu nuôi nữa. Làm gì sinh sống được. Dạ. Bà con có ai có hảo tâm thì xin san sẻ giúp đỡ cho thím chút đỉnh gì đó. Dạ. Dạ. Mang ơn dữ lắm chú mấy cô thiệt. Dạ. Con cũng có cái tài khoản á, có gì bà con có chuyển cho con thì con có gửi lại cho thím ha. Dạ, dạ. Có tin con không? Tin. Dạ. Mà đâu đâu chú điện lại coi cái ruột mấy đó coi vô không. Dạ. Đọc đi coi vô nhà. Dạ dạ dạ. Rồi xin kết thúc tại đây nha, xin chân thành cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi nha.